hãy biết quan tâm và yêu thương mình đủ. Lúc đó chúng ta mới có thể nghĩ tiếp đến cái việc mình sẽ cho đi hay là hy sinh cho người khác. Từ khóa mà ngày hôm nay Tuệ An sẽ cùng trò chuyện với bạn đó là hai từ hy sinh. Lý do tại sao mà mình lại chọn từ khóa này để nói chuyện? Bởi vì Tuệ An nhận thấy rằng ngày xưa mình cũng nghĩ rằng mình hy sinh rất nhiều. Đến ngày nay đôi khi mình làm trong cái công việc đó là tiếp cận với những người đang khổ đau, có vấn đề trong các mối quan hệ để có thể tư vấn, cố vấn cho họ. Thì họ cũng thường xuyên than phiền rằng tại sao tôi hy sinh nhiều thế, tôi tốt thế, tôi làm nhiều điều lợi ích cho người ta thế mà người ta vẫn cứ đối xử tệ với tôi. Hoặc người ta chẳng hề biết ơn, chẳng hề công nhận, chẳng hề đếm xỉa đến những cái điều tuyệt vời mà tôi đã làm, mà chỉ chỉ trích, chỉ bới móc tôi mà thôi. Và có bao giờ bạn thấy bạn cũng đã có một cái câu hỏi, một cái trăn trở đó ở bên trong? Tại sao tôi hy sinh cho người ta mà cái kết quả tôi nhận lại chẳng có bao nhiêu là tốt đẹp, mà đôi khi người ta lại còn làm tổn thương tôi, phản bội tôi nữa? Vậy thì chúng ta sẽ cùng làm rõ một vài câu hỏi sau đây. Câu hỏi số 1 đó là chúng ta có thực sự là đã hy sinh cho người đó hay không? Bởi vì nếu như chúng ta đã hy sinh thật, chúng ta sẽ không bao giờ đòi hỏi sự nhận lại. Còn nếu như chúng ta cho đi mà chúng ta đòi hỏi sự nhận lại thì cái đó nó đâu được gọi là hy sinh. Và có rất nhiều người phụ nữ là họ cho đi nhưng ẩn đằng sau cái sự cho đi đó là một nỗi sợ. Họ sợ họ không được yêu thương, họ sợ rằng người kia sẽ không có đối xử tốt đẹp với họ. Thế nên họ cứ phải phục vụ, cứ phải làm những cái điều mà người kia mong muốn và không hề dám làm trái ý người đó. Đôi khi họ bảo là họ quên mất mình để họ yêu một người, là họ hy sinh cả bản thân để họ yêu cái người đó. Nhưng thật ra cái đó không phải là hy sinh, mà cái đó là một cái hành vi đánh đổi bản thân mình dựa trên nỗi sợ. Và có rất nhiều người thì có nỗi sợ như thế này. Và bạn có thấy không? Có nhiều người sợ rằng nếu như mình không làm chu toàn tất cả mọi việc nhà, kể cả là mình có vất vả, mình có ốm đau đến đâu đi chăng nữa, mình vẫn phải làm chu toàn, mình cố làm cho người khác hài lòng, mình cố cho đi tất cả những gì mà mình có, năng lực của mình bị bon rút, mình cũng kệ luôn, mình vẫn phải làm vừa lòng người đó, chỉ bởi vì là mình sợ hãi mà thôi. Mình sợ hãi là nếu như người đó không có ở bên mình, không có hài lòng với mình, thì người đó với mình chia tay thì sao? Nếu mà người đó với mình chia tay rồi thì mọi thứ dường như là nó đen tối quá, nó đi đâu về đâu, rồi con thế nào, rồi người ngoài nhìn vào mình ra sao? Có phải nếu như chúng ta cho đi mà chúng ta đánh mất mình như vậy, thì phải là ẩn sâu trong đó là những nỗi sợ hãi không? Và có thể đó là những nỗi sợ hãi đến từ cái sự tổn thương, thiếu thốn tình thương. Có rất nhiều người tổn thương và thiếu thốn tình thương từ nhỏ, thế nên luôn luôn mong đợi một ai đó sẽ phải quan tâm và chăm sóc mình. Thế nên họ có xu hướng cho đi để khỏa lấp cái sự thiếu thốn đó. Bởi vì bên trong họ có một cái niềm tin, tin rằng là nếu như họ cho đi thì người ta sẽ đón nhận, người ta sẽ đối xử tốt với họ. Còn nếu như họ không cho đi thì người ta sẽ đối xử tệ với họ. Thật ra nếu như mình tiếp tục sống như thế này thì khó mà có thể hạnh phúc được. Bởi vì đôi khi chúng ta không có biết yêu mình, mà chúng ta chỉ tập trung để làm hài lòng người khác mà thôi. Và cái câu hỏi số 2 mà Tuệ An muốn đặt ra ở đây cho tất cả chúng ta đó là bạn đã yêu mình đủ chưa, trước khi mà bạn nghĩ rằng bạn cho đi hay bạn hy sinh một điều gì đó. Và nếu như bạn chưa yêu mình đủ thì cho dù bạn có yêu bất kể một ai nó cũng là sai. Bởi vì khi mà mình chung sống với một người thì không phải là những hành động mình làm, những lời nói mình nói sẽ ảnh hưởng đến họ đâu. Mà cái điều quý giá nhất mà mình có thể cho đi á, mình có thể trao tặng cho họ, đó chính là những năng lượng bình an. Lấy một ví dụ cụ thể, giống như khi mình bước về nhà mà năng lượng của mình lúc đó rất an yên, thì đôi khi con của mình nó cũng muốn đến gần mình. Nhưng đã có một thời điểm nào bạn đi làm, bạn bước về nhà, nhưng rồi con của bạn nó cũng chẳng lại gần bạn, bởi vì nó cũng cảm nhận trong đó có nhiều năng lượng của sự khó chịu, của sự bất an, của sự căng thẳng. Và có bao giờ bạn thấy rằng mình rất cố gắng để làm hài lòng mọi người, nhưng mà mọi người vẫn không cảm nhận được điều này, bởi vì chính bên trong của mình cũng rất căng thẳng, cũng rất khó chịu. Có bao giờ mình rất muốn kết nối với người khác, nhưng dường như mình cũng chẳng thể kết nối được với họ, bởi vì chính mình cũng không kết nối được với bản thân mình,
không hiểu được bản thân mình đang cần gì, muốn gì, nghĩ gì, và cũng không thực sự quan tâm đến những cảm xúc, những cái điều mà bản thân mình khao khát hoặc cần có để sống một cuộc sống hạnh phúc. Và bạn thấy đó, nếu như chúng ta không hiểu điều này, rất dễ dẫn đến việc là chúng ta cứ cho đi, mà chúng ta gọi là cho đi hết mình đó, nhưng mà là hết cái gì của mình, hết cả sự khó chịu của mình, hết cả sự bực bội của mình. Giống như nấu cơm xong một bữa rồi thấy người ta không về ăn, thế là mình bực mình luôn. Bởi vì mình thấy là trời ơi, tôi đã mất công mất sức để nấu cơm cho ông, thế mà đến giờ phút này vẫn không về ăn. Thế là mình thấy mình khó chịu nếu như cái điều đó mình làm mà nó không có được như ý mình. Vậy thì hãy yêu bản thân mình đủ. Tại vì nếu như bạn không yêu bản thân mình đủ, những cảm xúc, những năng lượng tiêu cực nó rất dễ nó bị tích lũy và nó tắc nghẽn ở đó. Và khi nó tích lũy và tắc nghẽn ở đó thì cho dù bạn làm gì hay bất kể một hành động như thế nào, bạn cũng rắc thêm cái gia vị, đó là những cái sự khó chịu và bất an của bạn. Vậy thì lúc đó bạn rất khó có thể kết nối được với người khác, hoặc lúc đó rất khó để bạn có thể trao tặng những điều tuyệt vời cho người khác. Mà đôi khi bạn vẫn quan tâm đấy, nhưng nó sẽ kèm với một chút kiểm soát và bất an. Bạn vẫn sẽ nấu ăn cho người đó, bạn vẫn sẽ làm việc nhà, nhưng nó sẽ kèm với sự mệt mỏi và khó chịu. Và khi mà phụ nữ mệt mỏi ấy, thì thường sinh ra cáu gắt. Mà khi mà phụ nữ quá khó chịu ấy, thì thường sinh ra buồn chán và căng thẳng. Vậy nên hãy biết quan tâm và yêu thương mình đủ. Lúc đó chúng ta mới có thể nghĩ tiếp đến cái việc mình sẽ cho đi hay là hy sinh cho người khác. Câu hỏi thứ ba mà chúng ta sẽ đặt ra với nhau ở đây, đó là bạn đã cho đi cái gì? Cái điều bạn cho đi đó có phải là cái điều giá trị thật sự với người ta hay không? Bởi vì đôi khi mình cho đi á, nhưng mình cho đi những thứ mà mình thấy nó là phù hợp với mình thôi. Mình thấy nó là mình có thể cho đi vào thời điểm đó, nhưng mà cái điều đó nó chưa chắc đã là cái điều mà đối phương của mình thực sự cần. Ví dụ mình nghĩ mình cho đi cơm nước, nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, nhưng đôi khi đối phương của mình lại cần một người phụ nữ có nhiều sự tĩnh lặng, bớt nói lại, có nhiều sự dịu dàng cơ. Thì đôi khi cái mà mình cho đi nó lại không phải là cái thứ mà họ cần. Thế nên cho dù mình có cho bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng không phải là thứ mà họ cần, thì họ cũng sẽ không có ghi nhận mình, họ cũng sẽ không có công nhận cái điều đó. Và họ thấy điều đó cũng đâu có cần thiết. Đôi khi mình than vãn với họ, họ bảo có ai bắt bà làm đâu, có ai bắt bà phải nấu ăn, có ai bắt bà phải làm điều này đâu, mà cứ làm xong rồi lại than, cứ làm xong rồi lại kêu mệt, cứ làm xong rồi lại đòi hỏi, thì tốt nhất là đừng làm. Vậy nên mình phải xem lại xem là cái thứ mà mình đang cho đi có phải thực sự là cái thứ mà đối phương cần hay không. Câu hỏi thứ tư mà Tuệ An muốn đặt ra cho bạn, đó là bạn hy sinh điều này thực sự vì bạn hay là vì người ta? Bởi vì nếu như bạn hy sinh về người ta thì bạn sẽ không bao giờ yêu cầu hay đòi hỏi người ta phải đáp lại hoặc là công nhận. Bởi vì mình được cho đi, mình được giúp đỡ, mình được làm một điều gì đó lợi ích cho cái người mình thương là đôi khi mình cũng hạnh phúc rồi. Còn nếu như ngược lại nha, mình có nhiều sự đòi hỏi khi mà mình nói là mình hy sinh và mình cho đi, thì thường là mình hy sinh cho đi vì mình thôi. Đôi khi là vì mình muốn người ta thay đổi và chiều ý mình cái điều này, thế nên là mình cho đi người ta. Nó giống như là một cái sự đổi trác trong mối quan hệ, hoặc là bản thân người ta cũng chẳng đồng ý với mình để có một cái thỏa thuận đó. Thế nhưng mà mình cứ làm thôi, mình cứ cho đi thôi, và sau đó mình lại nói rằng tôi hy sinh nhiều thế này rồi nên là bây giờ phải đối xử tốt với tôi đó nhé. Thì thường á, cái chuyện này nó có rất nhiều cái sự gượng ép. Thế nên khi mà mình than cái câu là tại sao tôi hy sinh nhiều thế mà mọi thứ nó vẫn không có tốt, thì mình cần phải quay trở về và mình xem bốn cái câu hỏi này. Thế nên khi mà mình hy sinh mà mình thấy là không có được đáp ứng nhiều, thì mình cần phải xem lại một vài những cái câu hỏi trên, để từ đó mình có thể xoay chuyển những cái góc nhìn bên trong mình. Và điều cuối cùng mà Tuệ An muốn chia sẻ với bạn trong video này, đó là trước khi mà bạn hy sinh cho một ai đó, thì hãy biến bản thân mình trở thành một phiên bản có giá trị. Bởi vì khi bạn có giá trị rồi thì bạn mới có thể cho đi những thứ có giá trị. Trước khi hy sinh cho một ai đó thì bạn hãy biến bản thân mình trở thành một người rất vững chãi và chân thành. Bởi vì cái sự hy sinh thật sự là cái sự cho đi với sự chân thành và không mong cầu phải đòi hỏi nhận lại. Còn nếu như mình vẫn mong cầu được đòi hỏi nhận lại thì mình rất dễ thất vọng khi mình không được. Còn nếu như mình thấy được, mình cái này mình đòi hỏi mà mình được này, thì mình lại dễ mắc kẹt vào cái việc đó
và lần sau cứ như thế mình quen, mình cứ cho đi, sau đó mình lại đòi nhận lại, mình cứ cho đi, mình lại đòi nhận lại. Cuối cùng nó trở thành một cái vòng luẩn quẩn mà chính chúng ta không thoát ra được. Còn nếu như chúng ta thấy cái việc mà cho đi mà không đòi nhận lại nó khó quá, thì tốt nhất là chúng ta cứ ở yên đó. Chúng ta sống tốt cái phần bản thân của mình. Chúng ta có nhiều năng lượng bình an, chúng ta có nhiều niềm vui, chúng ta bớt gây vấn đề cho bản thân và bớt gây vấn đề cho người khác. Như thế đã là giúp người khác lắm rồi đó. Bởi vì Tuệ An nhớ là khi Tuệ An viết một cuốn sách 90 ngày thực hành biết ơn, khi viết cái cuốn biết ơn đó thì cũng lấy một cái phần từ một cái câu chuyện thực tế mà Tuệ An có chia sẻ với một bạn học viên. Bạn học viên đó hỏi là thích trong cái tình huống của em thì việc em thể hiện biết ơn nó quá là khó, thế có cái cách nào dễ hơn không để thể hiện biết ơn không? Và Tuệ An nói ôi dễ lắm luôn. Để biết ơn một người á, mình chỉ cần trở thành người tốt, tử tế, bình an thôi. Thế là cái người ở cạnh mình họ được hưởng lợi rồi. Vậy nên đôi khi mình chẳng cần hy sinh gì nhiều, mình chỉ cần ở yên đó, trở thành một phiên bản tốt đẹp, tử tế, bình an thôi, là cái người ở cạnh mình á, họ đã được hưởng lợi rồi. Thế nên hy vọng thông qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, những cái thông điệp này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về hai từ hy sinh. Có một cuộc hôn nhân hạnh phúc đó có thể là mơ ước của rất nhiều người, đặc biệt là những ai đang ở trong tình yêu, đang ở trong cuộc sống vợ chồng. Nhưng bạn ạ, nó đâu có dễ dàng như thế. Nếu mà nó dễ dàng thì tỷ lệ ly hôn của chúng ta đã không cao như vậy. Và tỷ lệ những người mà gặp phải những xung đột, những mâu thuẫn trong những cuộc hôn nhân cũng không cao như thế. Bởi vì hôn nhân hạnh phúc không chỉ cần mỗi tình yêu mà đủ. Hôn nhân hạnh phúc cần phải có sự sẻ chia, sự thấu hiểu, sự hy sinh, sự biết ơn, sự tin tưởng và trân trọng lẫn nhau. Đôi khi mình còn phải chấp nhận một thực tế rằng có thể người ấy không hoàn hảo và mình cũng vậy. Nhưng chúng ta có sẵn sàng trở thành phần bù của nhau hay không? Chúng ta có sẵn sàng thay đổi vì nhau hay không? Và nếu như chúng ta không sẵn sàng, chúng ta cũng thiếu đi một vài những tố chất quan trọng như thế, thì một điều có thể đó là chúng ta sẽ vấp phải rất nhiều những sóng gió, những khó khăn và thử thách, mâu thuẫn trong tình yêu hôn nhân. Mà khi mâu thuẫn đã đến rồi, đó là một bài học cảnh báo cho bạn biết rằng bạn cần phải xử lý đi, quan tâm đi, thay đổi chính bạn đi. Mà bạn không nhận ra thì từ những mâu thuẫn nhỏ, nó sẽ biến thành những mâu thuẫn vừa, rồi có thể nó sẽ biến thành những căn bệnh rất nặng trong mối quan hệ. Nhưng cũng có những người đã nhận ra rồi mà không có biết rằng tôi nên thay đổi từ đâu, tôi nên làm như thế nào. Có những người vẫn mãi cứ loay hoay bế tắc trong một mối quan hệ đó. Và từ một mối quan hệ bế tắc, chúng ta sẽ tích lũy rất nhiều những năng lượng tiêu cực. Và năng lượng đó nó sẽ lan tràn ra cả công việc, ra cả các mối quan hệ khác, ra cả cuộc sống của chúng ta nữa. Nên nếu như ai đó đang có những vấn đề trong tình yêu hôn nhân, hãy quan tâm và hãy xử lý triệt để những vấn đề đó từ gốc rễ. Còn nếu như bạn đang khó khăn, cũng hãy biết mở lòng mình để có thể chia sẻ với những người mà bạn tin tưởng, nhưng phải là những người đủ trí tuệ, đủ bản lĩnh và đủ kinh nghiệm để giúp đỡ được cho bạn. Bạn cũng có thể tìm đến những người coach, những chuyên gia tư vấn về tình yêu hôn nhân. Và những chuyên gia này phải là những chuyên gia thực chiến, có nghĩa là đã từng trải qua những vấn đề, đã từng giúp đỡ được cho nhiều người rồi, chứ không phải chỉ nói trên lý thuyết thì mới có thể giúp đỡ được bạn. Và nếu như đến đây mà bạn thấy rằng bạn cũng đang cần tìm kiếm những người như thế, thì Tuệ An và đội ngũ có thể giúp đỡ cho bạn. Biết đâu đấy vũ trụ đã gửi cho chúng ta nhân duyên là chúng ta được gặp gỡ nhau trong video này. Và nếu như bạn thật sự sẵn sàng muốn thay đổi, muốn kết nối lại với chính bạn và với mối quan hệ đặc biệt của bạn trong tình yêu hôn nhân gia đình, bạn có thể ấn vào đường link ở phần mô tả để có thể tham khảo thêm thông tin về một chương trình đào tạo rất đặc biệt. Đó là một lộ trình coaching 1-1 đồng hành cùng với những chuyên gia trong vòng 3 tháng. Để làm sao? Để những chuyên gia có thể giúp cho bạn nhận diện ra nguyên nhân gốc rễ vấn đề và xây dựng một lộ trình phát triển phù hợp với bạn, đúng hoàn cảnh của bạn. Và tất cả mọi thông tin này đều được bảo mật. Chính đội ngũ chuyên gia thì cũng giống như là những người sẽ đồng hành với bạn, ở bên bạn, nâng bước cho bạn, hỗ trợ bạn, tư vấn, sẻ chia, lắng nghe bạn. Và còn điều gì tuyệt vời hơn nếu như mình đang có một nỗi niềm mà mình lại có những người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với mình, phải vậy không? Nhưng Tuệ An cũng phải nói thật với các bạn, lộ trình này không dễ để đi đâu.
Có thể bạn nghĩ rằng ôi có 3 tháng thôi mà, tôi có thể làm được. Nhưng cũng có rất nhiều người bỏ cuộc sau 3 tháng bởi vì họ không kiên trì dành thời gian, dành kỷ luật bản thân để thay đổi chính mình. Và thay đổi chính mình nó là thứ thay đổi khó nhất. Nên nếu như bạn không ngại sự thay đổi, bạn không ngại những cái mới, bạn đã sẵn sàng rồi và bạn đủ tin tưởng với sự nhiệt huyết, với sự chân thành của Tuệ An và đội ngũ, thì bạn có thể để lại thông tin ở phía đường link mô tả nhé. Và thông tin hãy viết thật rõ đầy đủ để chúng tôi hiểu về bạn và sẽ liên hệ với bạn trong thời gian ngắn nhất để có thể hỗ trợ cho bạn. Chúc cho bạn luôn hạnh phúc và bình an. Và nếu như chúng ta có nhân duyên để có thể gặp gỡ và trò chuyện cùng với nhau, thì tôi cũng muốn nhắn gửi với bạn một điều rằng hạnh phúc là điều ai cũng cần có. Nhưng hạnh phúc nó không dành cho tất cả mọi người, mà chỉ dành cho những người xứng đáng mà thôi. Bạn có tin rằng bạn xứng đáng không? Còn tôi tin rằng bạn xứng đáng.